nói thì sao, không biết nói. Vì uống cái bộ combo beauty này là mấy bộ rồi? Bộ thứ ba rồi hả? Rồi trước này da chị có tình trạng gì mà nói chung là nám, nó không có được sáng như bây giờ, với lại không có căng đâu, không có căng. Nhưng mà bây giờ rất là căng. Bây giờ có trang điểm có trang điểm nhẹ, có học ở lớp BBK đó, vừa học cách trang điểm nè, lướt qua một cái. Chị ở đâu? À, chị ở gần đây nè em, chị hả, 62 tuổi. Trời ơi, 62 tuổi nè, em ngưỡng mộ quá, quá đẹp. Giờ kể cho chuyện này nè, mới giảm eo 6 phần, uống 3 hộp uống 3 hộp giảm 6 phần. Probiotic giảm 6 phần, wow. Một ngày 3 ly, một tuần hết một hộp. Dạ đúng rồi. Cho nó cải thiện nhanh đó mà. Có em. Dạ đúng rồi, em cũng đang uống. Nhưng mà bụng chắc là to quá cho nên là chưa. Hồi trước thì bụng có không to lắm. Như là nó là 66, 68 là sau khi giảm bằng này một năm rồi đó, giảm 10 kg rồi đó, 60 kg. Nhưng mà cái eo vẫn 68, giờ hiện nay có 62 rồi. Ồ, vậy là uống 3 combo beauty là giảm eo rồi da đẹp. Không có nếp nhăn nhiều luôn, da căng. Một ngày chị uống mấy ly này, mấy gói? Hai gói. Ta hạt vô, hai gói. Đây hai gói với đậm màu nè. Dạ đúng rồi, quá. Wow. Uống hai gói luôn, ngày ta uống một gói. Ở đây chị chơi quá, chị chơi. Còn Exatantin là một ngày 4 viên. Dạ, ngày 4 viên là 4 viên tảo. 4 viên tảo, một gói, coi như 3 viên với một gói của mình. Em mà tuổi này rồi không phải muốn đẹp mà là có sức khỏe. Dạ. Sức khỏe quan trọng. Là từ cái ham muốn làm đẹp nó dẫn đến sức khỏe luôn. Nhưng mà với chị thì nói chung là từ nhỏ lớn là không có người gầy. Dạ. Nói chung là ngại mập. Trời đẹp quá, em hâm mộ quá. Hỏi thấu